Anh An. Ừ? Anh thấy em sao? Em đẹp rồi, em xinh đẹp rồi, em giỏi nữa, thông minh nữa. Vậy anh thích em phải không? Thích em sao anh không nói đi, tỏ tình đi chứ. Đã, anh không có dám mà. Có gì đâu mà ngại, anh phải tự tin lên chứ. Đàn ông á là phải tự tin mạnh mẽ lên. Mình nghĩ gì á thì mình cứ nói, mình cứ mạnh dạn lớn tiếng nói cho cả thế giới biết cái suy nghĩ của mình chứ. Tự tin. Tự tin lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Lớn tiếng lên. Anh biết rồi. Anh không dám. Anh không dám. Sao em nói kia